Sáng nay, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến với 700 điểm cầu toàn quốc về triển khai công tác y tế năm 2020 và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh Hưng Yên. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thông báo 16 trường hợp mắc bệnh COVID-19 của Việt Nam đã hoàn toàn khỏi bệnh. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng nhấn mạnh chúng ta không được phép lơ là chủ quan, không được chủ quan không để tình trạng có người nhiễm bệnh mà không biết. Tình hình diễn biến dịch bệnh còn phức tạp, việc tổ chức cách ly phân tuyến, việc phối hợp vào cuộc của toàn đảng, toàn dân, toàn quân vẫn phải được tiếp tục. Việc đảm bảo an toàn cho nhân dân là yếu tố hàng đầu. Các cấp các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, giám sát tốt ngay tại cửa khẩu, điều tra xác minh ca nghi ngờ, người tiếp xúc, làm tốt công tác chống nhiễm khuẩn để chống lây nhiễm chéo trong cơ sở điều trị. Người trở về Việt Nam từ vùng dịch cần được thực hiện cách ly trong 14 ngày. Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh nhấn mạnh việc phải duy trì các công tác trong nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân. Đề nghị ngành y tế phối hợp với các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, nắm bắt trường hợp có nguy cơ mắc dịch COVID-19 để theo dõi, giám sát sức khỏe chặt chẽ, cần bám sát công văn chỉ đạo của cấp trên để triển khai công tác phòng chống dịch một cách kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi địa phương. Các địa phương cần thực hiện tốt công tác tổng vệ sinh môi trường, phun thuốc khử trùng ở những nơi tập trung đông người để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhân dịp này, đồng chí cũng gửi lời chúc mừng tới toàn thể nhân viên y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2.